Lisa lộn clip hẹn hò với quý tử tỷ phú sau buổi diễn ở hộp đêm. Cuối cùng Lisa Blackpink đã hoàn thành 3 đêm diễn ở câu lạc bộ Thác Y Crazy Horse tại Pháp. Tới tối 1 tháng 10 giờ Pháp, nữ ca sĩ sinh năm 1997 cùng bạn trai tin đồn Frederic Arnaud tới dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng giữa Paris hoa lệ và lọt vào ống kính của paparazzi. Cô được quý tử tỷ phú giàu nhất nhì thế giới tháp tùng bằng siêu xe sang trọng trong buổi hẹn hò này. Lisa bước ra trước để trao đổi thông tin với quản lý nhà hàng, trong khi quý tử tỷ phú ngồi chờ ở chiếc xe sang. Sau đó, CEO giàu có mới bước ra từ trong xe và nhanh chóng được một số thực khách tại đây nhận ra. Từ khi tới Pháp vào hôm 24 tháng 9 tới nay, Lisa nhiều lần được bắt gặp xuất hiện bên con trai nhà tỷ phú. Ngay khi thành viên Blackpink vừa đặt chân xuống sân bay Paris, Frederic liền điều động vệ sĩ và siêu xe tới đón người đẹp. CEO sinh năm 1995 cũng tới ủng hộ Lisa ở hai đêm diễn tại hộp đêm Thoát Y vào hôm 28 và 30 tháng 9. Cặp đôi tin đồn đã xuất hiện trong cùng khung hình ở buổi After Party sau khi Lisa hoàn thành đêm diễn cuối tại Crazy Horse. Bên cạnh đó, Lisa còn cùng Frederic tham dự tiệc sinh nhật nữ ca sĩ nổi tiếng Rosalia trên đất Pháp. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.